tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đến đây theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Hoàng Anh xin kính chào quý vị. Trong bản tin tối ngày 9 tháng 8 hôm nay, mời quý vị theo dõi một số tin tức đáng chú ý sau đây. Chăm sóc sức khỏe và lạm phát là các chủ đề nóng trong bài phát biểu của chính phủ Ford từ ngay vàng. Các bậc cha mẹ ở tỉnh Ontario sẽ nhận thêm một khoản hỗ trợ khác trong ngân sách năm 2022. Nỗ lực để đưa thực phẩm và nguồn cung cấp thiết yếu cho các thị trấn ở Newfoundland bị cô lập do cháy rừng. Người đi bộ đường dài bắn và làm bị thương gấu ở vườn quốc gia Jasper Những tài xế ở tỉnh Quebec đổ xô đến Ottawa để tìm kiếm xăng rẻ hơn Canada cũng có biển chết ở Saskatchewan FBI đột kích khu nghỉ dưỡng của cựu Tổng thống Trump ở Florida mở ra cơn bão chính trị bất thường Những người ủng hộ cựu Tổng thống Trump xuống Mar-a-Lago để phản đối Ngoại trưởng Đài Loan nói cuộc tập trận của Trung Quốc là một phần của kế hoạch xâm lược hòn đảo Mưa lớn kỷ lục ở Hàn Quốc nhấn chìm CEO, 8 người tử vong và 7 người mất tích. Cùng một số tin tức đáng chú ý khác sẽ có trong phần tin chi tiết. Mời quý vị theo dõi ngay sau đây cùng với Hoàng Anh. Thưa quý vị, ông Bill Graham, cựu Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao Canada đã qua đời ở tuổi 83. Tin tức về cái chết của cựu lãnh đạo lâm thời đảng tự do đã được nhiều người có chức trách chia sẻ. Có thể kể ra những đảng viên cấp cao đảng tự do, các bộ trưởng nội các, các chính trị gia Canada hiện tại và các cựu chính trị gia cũng như các thành viên của cộng đồng quốc phòng và an ninh. Cựu nghị sĩ đảng tự do ông John English nói rằng ông Graham đã qua đời vào Chủ nhật thăm một thành viên trong gia đình. Thủ tướng Justin Trudeau đã gọi ông Graham là một công chức tận tụy, một nhà lãnh đạo mạnh mẽ và một chuyên gia được kính trọng trong lĩnh vực của mình, trong một tuyên bố do văn phòng của ông công bố vào tối thứ Hai. Ngoại trưởng Melanie Jolie đã tweet rằng ông Graham đã mở đường cho các chính sách đối ngoại, đối thoại và ngoại giao tốt hơn. Bộ trưởng Quốc phòng Anita Anand thì gọi ông Graham là một chính khách quan trọng, người đã có những đóng góp đáng kinh ngạc cho đất nước trong khi cựu lãnh đạo đảng bảo thủ, ông Erin O'Toole ca ngợi niềm đam mê lớn lao mà ông Graham đã thể hiện đối với cựu chiến binh và quân nhân Canada sau khi rời nhiệm sở. Cựu thủ tướng John Crescent đã bổ nhiệm ông Graham vào vai trò ngoại trưởng vào tháng 1 năm 2002, thời điểm mà ông Graham và chính phủ Canada đã nhanh chóng bị cuốn vào hậu quả khủng khiếp sau vụ khủng bố 11 tháng 9. Trong nhiệm kỳ của mình, ông Graham đã lãnh đạo chính phủ thông qua các quyết định quan trọng bao gồm việc không tham gia cuộc xâm lược Iraq do Hoa Kỳ lãnh đạo và ông đóng vai trò trung tâm trong việc định hình phản ứng của Canada đối với chiến dịch War on Terror của Hoa Kỳ sau vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9. Trước khi tham gia chính trường, ông Graham từng là một luật sư. Chăm sóc sức khỏe và lạm phát là các chủ đề nóng trong bài phát biểu của chính phủ Ford từ Ngai vàng. Chính phủ của Thủ hiến Doug Ford đã trình bày tầm nhìn của mình về những gì họ hy vọng sẽ đạt được trong nhiệm kỳ mới khi bài phát biểu từ ngai vàng được đọc tại Queen's Park vào chiều thứ ba hôm nay. Bài phát biểu do Lieutenant Governor Elizabeth Downswell tuyên đọc đã trực tiếp nói về cuộc khủng hoảng trong chăm sóc sức khỏe, ảnh hưởng đến các bệnh viện, nhưng cung cấp rất ít chi tiết cụ thể về cách chính phủ kế hoạch đối phó như thế nào. Bài phát biểu cho biết Hệ thống y tế của Ontario tiếp tục gặp phải những áp lực đáng kể, bao gồm lực lượng lao động kiệt quệ và các khoa cấp cứu ngày càng căng thẳng. Nhiều việc vẫn có thể được thực hiện. Chính phủ của bạn đang tích cực tham gia với các đối tác hệ thống y tế để xác định các giải pháp khẩn cấp, có thể hành động và sẽ thực hiện bất kỳ biện pháp nào cần thiết để giúp giảm bớt áp lực tức thời. Bài phát biểu từ ngay vàng cũng tiết lộ ngân sách được lập lại của chính phủ sẽ bao gồm khoản tiền hỗ trợ mới cho các bậc cha mẹ Bài phát biểu cũng đề cập đến chi phí sinh hoạt ngày càng gia tăng. Nhưng bài phát biểu nói rằng không có giải pháp dễ dàng cho áp lực lạm phát. Chính phủ của bạn kiên định với cam kết của mình đối với một con đường hướng tới tập trung vào tăng trưởng kinh tế chứ không phải tăng thuế hoặc là cắt giảm chi tiêu. Bài phát biểu cũng nhắc lại chính phủ có kế hoạch chi 86,6 tỷ đô la trong 10 năm để xây dựng và mở rộng đường xá, đường cao tốc và cơ sở hạ tầng vận tải. Bài phát biểu cũng đề cập đến kế hoạch của chính phủ về cái gọi là hệ thống thị trưởng mạnh mẽ. Những quyền lực mới này sẽ đặc biệt phù hợp khi tỉnh làm việc với các đối tác thành phố trực thuộc trung ương để mở rộng dấu ấn của các cộng đồng hướng tới phương tiện giao thông. Các bậc cha mẹ ở tỉnh Ontario sẽ nhận thêm một khoản hỗ trợ khác trong ngân sách của năm 2022. Một số phụ huynh có thể nhận được các khoản thanh toán hỗ trợ trực tiếp từ chính phủ Ontario một lần nữa trong năm nay. Các khoản thanh toán này trước đây không được bao gồm trong ngân sách của năm 2022, lần đầu tiên được đề cập trong bài phát biểu từ ngai vàng của chính phủ vào chiều thứ ba hôm nay. Phát biểu trong cơ quan lập pháp, Lieutenant Governor Elizabeth Dowswell nói rằng, khi ngân sách được giới thiệu lại, nó sẽ bao gồm thêm 225 triệu đô la trong hai năm thanh toán trực tiếp cho các bậc cha mẹ để giúp con cái họ bắt kịp trong học tập sau hai năm đại dịch gián đoạn. Bà nói, khoản tài trợ này sẽ trực tiếp đưa tiền vào túi phụ huynh. Và đây là số tiền thêm vào ngoài số tiền hơn 26,6 tỷ đô la mà tỉnh bang đang đầu tư vào giáo dục công, con số nhiều nhất trong lịch sử của tỉnh bang Ontario. Người phát ngôn của Bộ Tài chính xác nhận rằng khoản tài trợ này là một khoản bổ sung mới cho ngân sách và các chi tiết vẫn đang được hoàn thiện bao gồm cả việc tất cả phụ huynh sẽ nhận được khoản thanh toán hay là việc phân phối sẽ được nhắm mục tiêu hơn. Thông tin về tính đủ điều kiện cũng như là số tiền mà phụ huynh có thể mong đợi dự kiến sẽ được công bố trong những ngày tới. Khoản tài trợ này ít hơn những gì được đề xuất trong ngân sách năm 2021, khi chính phủ Ford dành 980 triệu đô la để bù đắp chi phí mà phụ huynh phải gánh chịu do kết quả của việc học trực tuyến. Vào thời điểm đó thì phụ huynh đã nhận được 400 đô la cho mỗi đứa trẻ từ 0 tuổi đến lớp 12. Phụ huynh có con có nhu cầu đặc biệt dưới 21 tuổi đã nhận được 500 đô la. Khoản thanh toán mới sẽ là khoản thanh toán thứ tư cho phụ huynh kể từ khi Thủ Hiến Đất Ford nhậm chức vào năm 2018. Nếu cùng cha mẹ hội đủ điều kiện cho vòng tài trợ này, số tiền có thể bằng khoảng 90-100 đô la cho mỗi đứa trẻ, theo thông tin. Khi được hỏi tại sao 225 triệu đô la không được chuyển đến hội đồng trường học, Bộ trưởng Tài chính Valen xoay quanh để nói về hàng tỷ đô la mà chính phủ đã chi cho giáo dục, dạy thêm và hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho học sinh trong hệ thống giáo dục công. Công đoàn đại diện cho những người làm công tác giáo dục, những người mà hiện đang đàm phán cho một hợp đồng mới, cho biết họ đã kêu gọi đầu tư nhiều hơn vào các trường học. nỗ lực để đưa thực phẩm nguồn cung cấp cho các thị trấn ở Newfoundland bị cô lập do cháy rừng. Đường cao tốc Newfoundland mà đã bị đóng cửa trong nhiều ngày do cháy rừng hoành hành được mở lại vào thứ Ba hôm nay để cung cấp hy vọng rằng nguồn cung cấp cần thiết cuối cùng sẽ đến các cộng đồng đang bị mắc kẹt dọc theo bờ biển phía nam của hòn đảo. Ông Steve Crew, thị trưởng của Hermitage Sandyville, cho biết trong một cuộc phỏng vấn Ông hy vọng đường cao tốc Bedaspor sẽ mở đủ lâu để 7 hoặc là 8 xe tải chở hàng tập hóa đến các cộng đồng trong khu vực của ông trên bán đảo Conacre của Newfoundland. Con đường nông thôn với cây cối rậm rạp là con đường duy nhất nối khu vực này với phần còn lại của tỉnh. Và việc đóng cửa kéo dài có nghĩa là các kệ hàng trong các cửa hàng địa phương ngày càng trống rỗng. Các quan chức cho biết vụ cháy rừng ở trung tâm Newfoundland bắt đầu vào ngày 24 tháng 7 do sát đánh. Tính đến chiều thứ ba, Sở Lâm nghiệp tỉnh cho biết hai đám cháy lớn nhất bao gồm diện tích hơn 162 km vuông. Các ngọn lửa vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát. Thủ hiến Newfoundland, ông Andrew Furry nói với các phóng viên vào chiều thứ ba rằng con đường cao tốc b Despoir có thể thông thương trong thời gian không lâu. Hai kế hoạch khác để phân phối thực phẩm cho các cộng đồng bị mắc kẹt, bằng phà và trực thăng đã thất bại do khói và gió ảnh hưởng chuyến đi. Các quan chức tỉnh đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở khu vực bán đảo Carnegie vào thứ Bảy và các thị trấn trung tâm Newfoundland gần đám cháy, bao gồm cả Grand Falls Windsor, nằm cách khoảng 25 km từ đám cháy lớn nhất trong hai đám cháy. Người đi bộ đường dài bắn và làm bị thương gấu ở vườn quốc gia Jasper một con gấu bị thương có thể vẫn đang tự do sau khi một người đi bộ đường dài bắn và làm nó bị thương hôm thứ Bảy tại vườn quốc gia Jasper ở Alberta. Một người đã gọi cho cảnh sát Jasper để báo cáo rằng bạn của họ đã bắn một con gấu đen bằng một khẩu súng ngắn trên đường mòn Overlander, cách đường mòn khoảng 7 km về phía đông. Cặp đôi đã nhìn thấy con gấu cách đó khoảng 30 m khi một người đã bắn một phát súng cảnh cáo về phía nó. Con vật đã phản ứng nhưng đã không bỏ chạy nên người đi bộ đường dài đã bắn lại. Con gấu sau đó đã lăn xuống một bờ lạch ngắn và cả hai người đã rời khỏi hiện trường ngay lập tức. Hiện chưa rõ mức độ thương tích của con gấu nhưng máu đã được tìm thấy tại hiện trường. Kể từ thứ hai, đường mòn vẫn bị đóng cửa và Parks Canada cho biết họ sẽ tiến hành nhiều đợt quét trước khi đường mòn mở cửa trở lại. Nhân viên muốn bảo đảm con gấu tránh xa đường mòn và không bị thương nặng. Nếu nó có bị thương nặng, nhân viên có thể giết con gấu và nếu nó đã chết, thì thi thể có thể được di chuyển khỏi đường mòn. Theo Parks Canada, người đã bắn con gấu đã bị buộc tội một số tội danh theo đạo luật Công viên Quốc gia Canada. Cuộc điều tra vẫn đang diễn ra. Các khoản đầu tư vào lĩnh vực công nghệ của Alberta tăng vọt. Một số công ty công nghệ có trụ sở tại Calgary đang có kế hoạch thuê thêm người và mở rộng không gian văn phòng khi hàng trăm triệu đô la đang được đổ vào lĩnh vực này. Trong nửa đầu năm, Alberta đã thu hút được gần 500 triệu đô la đầu tư theo báo cáo của trang web Brief.in. Nick Bay, người sáng lập Houseim, có trụ sở tại Calgary, cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến cho các doanh nghiệp nhỏ trên khắp Canada và Hoa Kỳ, cho biết Chúng tôi đã tăng gấp đôi hoạt động kinh doanh của mình chỉ trong vòng 6 tháng qua, vì vậy các nhà đầu tư của chúng tôi đã khá hài lòng với tiến độ đó, Công ty gần đây đã nhận được 16 triệu đô la vốn đầu tư mạo hiểm từ các nhà đầu tư ở Toronto và New York. Anh Bates cho biết, công ty đã tăng trưởng 400% trong năm qua. Công ty đã tăng từ 80 nhân viên vào cuối năm ngoái lên 145 nhân viên hiện nay. Anh ấy dự định sẽ thuê thêm 100 người vào cuối năm sau. Lĩnh vực công nghệ của Alberta đã ghi nhận 268,6 triệu đô la đầu tư mạo hiểm chỉ trong quý 2. Trong cùng quý một năm trước thì chỉ có 16 triệu đô la được huy động. Những tài xế ở Quebec đổ xô đến Ottawa để tìm kiếm xăng rẻ hơn. Cư dân miền Tây Quebec đã xếp hàng dài tại các trạm xăng ở thành phố thủ đô Ottawa vào thứ bảy để tận dụng giá xăng rẻ hơn từ 20 đến 40 cent một lít so với tỉnh của họ. Một số người nói chuyện với Radio Canada cho biết, họ đã lên đường đến Ottawa vào cuối tuần này chỉ để đổ đầy bình xăng. Lần đầu tiên trong 6 tháng, giá đã giảm xuống dưới mức 1,60 đô la một lít vào cuối tuần này với một số trạm ở Ottawa đã bán xăng với giá thấp tới 1,54 đô la một lít. Đó là một sự sụt giảm nghiêm trọng vì chưa đầy hai tháng trước đây, vào ngày 11 tháng 6, các trạm ở Ottawa đã đạt mức giá cao kỷ lục gần 2,16 đô la một lít. Trong khi đó, thì giá xăng tại một số trạm ở Gatineau, tỉnh Quebec đã dao động ở mức 1,86 đô la một lít vào thứ Bảy. Theo John Thomas Bernard, một giáo sư tại Đại học Ottawa với chuyên môn về phân tích thị trường năng lượng, cho biết các nhà phân phối khí đốt ở cả Quebec và Ontario đều có chung các nhà cung cấp nên họ có định giá như nhau. Nhưng ở Ontario, quyết định cắt giảm thuế khí đốt từ 14,7 cent một lít xuống 9 cent một lít của chính quyền tỉnh bang vào tháng trước đã khiến giá xăng trên toàn tỉnh giảm xuống. Điều này có nghĩa là tỷ suất lợi nhuận cho các nhà phân phối Ontario cũng bị giảm. Nhưng cư dân Gatineau có thể sẽ sớm không cần đến Ottawa để mua xăng nữa. Giáo sư Bernard cho biết Ông dự kiến giá cả ở Quebec sẽ giảm xuống khi các nhà phân phối cố gắng duy trì tính cạnh tranh với tỉnh Ontario và tránh mất khách hàng. Canada cũng có biển chết ở Saskatchewan. Canada là quê hương của một hồ khoáng, với nước nổi đến nổi, nó thực sự được gọi là biển chết của Canada. Hồ Little Manitou, hồ duy nhất thuộc loại này ở Bắc Mỹ, là một địa điểm bơi lội ít được biết đến có chất lượng tương tự như kỳ quan thiên nhiên biển chết được tìm thấy ở miền nam Israel. Nằm ở trung tâm Saskatchewan trong quần thể nghỉ dưỡng của Manito Beach, hồ được cho là có đặc tính chữa bệnh và trả hóa nhờ nhiều khoáng chất có trong nước. Hồ chứa có khoáng chất như là magi, sulfate, muối khoáng, natri, lưu huỳnh và canxi, và nhiều trong số đó được cho là chất giúp da tự nhiên, có tác dụng làm săn chắc và căng da, Hồ nước mặn này cũng được cho là một trong ba vùng nước duy nhất có chất lượng tương tự trên toàn thế giới. Vì nước có độ mặn cao như vậy, cao gấp 5 lần so với đại dương, bạn thậm chí không cần phải bơi ở đây, kiểu gì bạn cũng sẽ nổi, bạn thậm chí có thể đọc trong khi bơi hoặc là nổi thẳng đứng. Hồ này cách Regina, Moose Jaw và Saskatoon khoảng 1 giờ rưỡi. Bạn sẽ tìm thấy các khách sạn và khu cắm trại gần khu biển nếu bạn muốn kéo dài thời gian lưu trú của mình. Tiếp theo trong bản tin là một số tin tức trên thế giới. Nếu quý vị chưa đăng ký kênh, chúng tôi kính mời quý vị nhấn subscribe để đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo ngay kế bên để được nhận thông báo khi chúng tôi phát hành những video mới. Để ủng hộ cho chương trình, rất mong quý vị nhấn nút like, chia sẻ phản hồi và chia sẻ, share video. Rất cảm ơn quý vị và các bạn. Trong phần tin thế giới, Ngoại trưởng Đài Loan nói cuộc tập trận của Trung Quốc là một phần của kế hoạch xâm lược hòn đảo FBI đột kích khu nghỉ dưỡng của cựu tổng thống Trump ở Florida, mở ra cơn bão chính trị bất thường, những người ủng hộ ông Trump xuống Mar-a-Lago để phản đối. Mưa lớn kỷ lục ở Hàn Quốc nhấn chìm Seoul, 8 người chết và 7 người mất tích. Chile sẽ trừng phạt những người chịu trách nhiệm về hố sụt gần Mỏ Đồng. Công ty may mặc tại Utah bị cáo buộc xóa thẻ tag quần áo Made in China và thay thế bằng Made in USA. Snap ra mắt tính năng cung cấp quyền kiểm soát dành cho phụ huynh của trẻ em tuổi teen. Sau đây là bản tin chi tiết mời quý vị tiếp tục theo dõi cùng với Hoàng Anh. Ngoại trưởng Đài Loan nói cuộc tập trận của Trung Quốc là một phần của kế hoạch xâm lược hòn đảo. Ngoại trưởng Đài Loan hôm thứ Ba nói rằng, Trung Quốc đang sử dụng các cuộc tập trận quân sự mà họ đã phát động như một kế hoạch đã được vạch ra để chuẩn bị cho một cuộc xâm lược hòn đảo tự trị này ông joseph wu phát biểu trong một cuộc họp báo ở đài bắc nói rằng đài loan sẽ không bị đe dọa ngay cả khi các cuộc tập trận tiếp tục với việc trung quốc thường xuyên phá vỡ đường trung tuyến không chính thức ở eo biển đài loan những động thái như vậy đe dọa an ninh khu vực và cung cấp hình ảnh rõ ràng về tham vọng địa chiến lược của trung quốc ngoài đài loan ông wu nói đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ lớn hơn của quốc tế để ngăn chặn trung quốc kiểm soát eo biển một cách hiệu quả sau thông báo tiến hành các cuộc tập trận chung mới tập trung vào các hoạt động chống tàu ngầm và tấn công trên biển, Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông của Trung Quốc hôm thứ Ba cho biết họ sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc tập trận trên các vùng biển và vùng trời xung quanh Đài Loan tập trung vào các hoạt động phong tỏa và tiếp tế hậu cần. Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm thứ Ba cũng cho rằng việc Trung Quốc tiếp tục tập trận quân sự nhấn mạnh rằng mối đe dọa vũ lực của họ vẫn không hề thuyên giảm. Trong cùng ngày thì Đài Loan cũng đã bắt đầu các cuộc tập trận theo lịch trình kéo dài của họ bằng hoạt động khai hỏa lũ pháo hướng ra biển ở quận Bình Đông phía Nam. Trong lần bình luận công khai đầu tiên về vấn đề này, kể từ chuyến thăm đến Đài Loan của chủ tịch Hạ viện Mỹ, bà Pelosi, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông lo ngại về các hành động của Trung Quốc trong khu vực nhưng ông không lo lắng về Đài Loan. Sự kiện FBI đột kích khu nghỉ dưỡng của cựu tổng thống Trump ở Florida mở ra cơn bão chính trị bất thường. Những người ủng hộ ông Trump đã xuống Mar-a-Lago để phản đối. Việc FBI khám xét khu nghỉ dưỡng ở Florida của cựu tổng thống Donald Trump là một diễn biến lịch sử phi thường vì nó nhắm mục tiêu vào một cựu tổng thống Hoa Kỳ và gây ra một vụ náo động chính trị mà ông ta có thể sử dụng để kích động chiến dịch tiềm năng trở vào nhào trắng vào năm 2024 của ông. Trong quá khứ thì các cuộc điều tra chính trị đe dọa ông Trump chỉ làm tăng sức hấp dẫn siêu cường của ông đối với những người ủng hộ. Nhưng các đặc vụ liên bang hôm thứ Hai đã hành động theo một lệnh được thẩm phán phê chuẩn. Điều này cho thấy họ có cơ sở xác đáng để tin rằng luật đã phạm. Họ tập trung vào các văn phòng và khu cá nhân của ông Trump trong dinh thự mùa đông mar a lago của ông, trong khi cựu tổng thống đi vắng ở New York. Cuộc khám xét hôm thứ Hai liên quan đến việc có thể xử lý sai các tài liệu của Tổng thống. Có khả năng là một số tài liệu mật có thể đã được đưa đến nhà của ông Trump là chủ đề của một trong hai cuộc điều tra của Bộ Tư pháp liên quan đến cựu Tổng thống. Tin tức này là một trong những khúc quanh đáng kinh ngạc nhất trong câu chuyện về ông Trump khi cựu Tổng thống muốn khởi động một chiến dịch trở lại Nhà Trắng vào năm 2024. Ông Trump đã nhanh chóng đưa ra một vòng xoáy chính trị và hoạt động tuyên bố rằng ngôi nhà xinh đẹp của ông đang bị bao vây, đột kích và chiếm đóng. Trong khi phàn nàn rằng, ông là nạn nhân của việc vũ khí hóa hệ thống tư pháp của đảng Dân Chủ muốn ngăn chặn ông ấy trở thành tổng thống sau cuộc bầu cử năm 2024. Một cuộc tấn công như vậy chỉ có thể xảy ra ở các quốc gia bị hỏng thuộc thế giới thứ ba. Đáng buồn thay, Mỹ giờ đây đã trở thành một trong những quốc gia đó, tham nhũng ở mức độ chưa từng thấy trước đây. Họ thậm chí còn đột nhập vào các sách của tôi, ông Trump nói. Không biết liệu ông Trump có vi phạm bất kỳ luật nào hay không, nhiều đảng viên Cộng hòa ủng hộ sự dẫn dắt của ông Trump phản ứng dữ dội, yêu cầu Bộ Tư pháp giải thích chính mình và cho rằng cựu tổng thống là nạn nhân của một mối quan hệ chính trị. Hàng chục người ủng hộ cựu tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tập hợp bên ngoài Mar-a-Lago vào tối thứ hai để phản đối cuộc đột kích của FBI vào khu đất Palm Beach của ông. Sau cuộc đột kích của FBI, Twitter đề cập đến cuộc nội chiến đã tăng vọt Mưa lớn kỷ lục ở Hàn Quốc nhấn chìm SEO, 8 người tử vong và 7 người mất tích. Giới chức Hàn Quốc hôm thứ Ba cho biết, ít nhất 8 người đã thiệt mạng ở nội ô và xung quanh thủ đô SEO sau khi trận mưa xối xả trong đêm đã làm mất điện, gây ra lỡ đất, khiến các con đường và tàu điện ngầm bị nhấn chìm. Ngoài ra, có ít nhất 9 người bị thương, trong khi 7 người vẫn còn đang mất tích. Theo Cục Khí tượng Hàn Quốc KMA, khu vực phía nam của Seo đã hứng chịu lượng mưa hơn 100mm, tức là 3,9 inch mỗi giờ vào cuối ngày thứ hai. Một số khu vực của thành phố đã ghi nhận lượng mưa 141,5mm là một kỷ lục tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Lượng mưa tích lũy ở Seo kể từ nửa đêm thứ hai là 451mm vào lúc 2 giờ chiều thứ ba. Dự kiến nhiều trận mưa sẽ tiếp diễn. Tại quận Gangnam, một số tòa nhà và cửa hàng đã bị ngập nước và không có điện trong khi xa hơi, xa bus và ga tàu điện ngầm bị nhấn chìm khiến người dân bị mắc kẹt. Ít nhất 5 người ở Seoul và 3 người khác ở tỉnh Gongji lân cận đã bị thiệt mạng vào đầu ngày thứ ba. Trong đó thì 4 người đã chết đuối trong các tòa nhà bị ngập nước. Một người được cho là đã bị điện giật, một người khác được tìm thấy dưới đống đổ nát của một bến xe bus và hai người còn lại chết trong một vụ lỡ đất. Dữ liệu cho thấy ít nhất 765 cơ sở đã bị hư hại, trong khi khoảng 52 đường cao tốc và đường bộ đã bị phong tỏa, có khoảng 391 người dân bị ảnh hưởng trên khắp khu vực CO rộng lớn, hầu hết trong số họ phải ở lại các trường học và phòng tập thể dục địa phương. Trong khi đó thì 399 người khác đã phải tạm thời di tản đến các trung tâm cộng đồng và trường học. KMA dự kiến lượng mưa lớn ở miền Trung đất nước sẽ tiếp tục kéo dài đến ít nhất là vào thứ tư. Chile sẽ trừng phạt những người chịu trách nhiệm về hố sụt gần mỏ đồng. Bộ trưởng Bộ khai thác mỏ của Chile hôm thứ hai cho biết, nước này sẽ tìm cách áp dụng các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt đối với những người chịu trách nhiệm cho một hố sụt khổng lồ xuất hiện gần một mỏ đồng ở miền bắc đất nước. Hố sụt bí ẩn có đường kính 36,5 m xuất hiện vào cuối tháng 7 đã kích động chính quyền địa phương, khiến cơ quan quản lý khai thác, Senadkimin đình chỉ hoạt động của một mỏ gần đó thuộc sở hữu của công ty Lưu đến từ Canada. Các nhà chức trách Chile chưa cung cấp thông tin chi tiết về cuộc điều tra nguyên nhân của hố sụt bí ẩn này. Các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước đã công bố nhiều hình ảnh từ trên cao về hố sụt khổng lồ trên cánh đồng gần hoạt động khai thác mỏ Lưu cách thủ đô Chile khoảng 665 km về phía bắc. Ban đầu thì hố sụt tòa lạc gần thị trấn Terra Amarilla có chiều ngang khoảng 25 mét và có thể nhìn thấy nước ở đáy. Trong một tuyên bố, Ludin cho biết việc khai thác quá mức mà Bộ trưởng Bộ Khai thác Mỏ Chile đề cập đến đã được báo cáo hợp lệ. Công ty cho biết thêm rằng các sự kiện khác nhau có thể gây ra hố sụt đang được điều tra, bao gồm cả lượng mưa bất thường được ghi nhận trong tháng 7. Công ty may mặc tại Utah bị cáo buộc xóa thẻ tag quần áo Made in China và thay thế bằng Made in USA một công ty may mặc đã bị phạt sau khi Ủy ban Thương mại Liên bang FTC phát hiện công ty này tuyên bố sai sự thật về quần áo nhập khẩu của họ đã được sản xuất tại Mỹ. Lions Not Ship có trụ sở tại Utah và chủ sở hữu của nó là Sean Wallen đã bị phạt 211.335 đô Mỹ vào tuần trước sau khi cơ quan FTC phát hiện ra rằng công ty này đã xóa thẻ tag quần áo Made in China và đổi thành thẻ tag Made in USA theo cơ quan FTC, công ty đã thêm nhãn Made in USA giả vào quần áo nhập khẩu từ Trung Quốc và các nước khác. Lions Not Ship là một công ty may mặc bán các mặt hàng bao gồm áo phông, áo nỉ và áo khoác trên trang web của mình, cũng như là thông qua Amazon và Etsy. Theo FTC, các sản phẩm của công ty được tiếp thị rất nhiều thông qua các kênh truyền thông xã hội. Với dòng khẳng định sản phẩm sẽ cho mọi người thấy rằng bạn có thể sống cuộc đời của mình như một sư tử chứ không phải một con cừu. Chủ sở hữu Wallen cho biết trong một tuyên bố rằng, công ty không đồng ý với phán quyết của FTC, nhưng họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận nó và giải quyết vụ việc. Tuyên bố cho biết, công ty đã rất trung thực và minh bạch về hoạt động kinh doanh của mình, trích dẫn một video trên Facebook vào tháng 10 năm 2020 do Wallen đăng tải. Trong đó ông nói rằng công ty đã mua những chiếc áo sơ mi được sản xuất tại Trung Quốc. Ngoài tiền phạt thì theo lệnh dài 12 trang từ cơ quan FTC, công ty và chủ sở hữu phải ngừng đưa ra các tuyên bố made in USA không có thực và làm rõ về hoạt động sản xuất tại nước ngoài. Ứng dụng Snap ra mắt tính năng cung cấp quyền kiểm soát dành cho phụ huynh của trẻ em tuổi teen. Snap Inc chủ sở hữu của ứng dụng nhắn tin nổi tiếng là Snapchat đã tung ra các công cụ kiểm soát dành cho phụ huynh đầu tiên vào thứ ba, cho phép các bậc cha mẹ biết được con cái của họ đang nói chuyện với ai, nhưng không phải nội dung cuộc trò chuyện của họ. Tính năng mới có tên là Family Center ra mắt vào thời điểm mà các công ty truyền thông xã hội đang bị chỉ trích vì thiếu sự bảo vệ cho trẻ em. Vào tháng 10, Snap và các đồng nghiệp công nghệ của họ là TikTok và YouTube đã ra điều trần trước các nhà lập pháp Mỹ. Những người cáo buộc rằng các công ty này đã hướng người dùng trẻ tuổi đến những nội dung độc hại. Family Center của Snap sẽ cho phép các bậc phụ huynh mời con trẻ ở độ tuổi teen của họ tham gia tính năng này. Và sau khi những trẻ em tuổi teen này đồng ý, cha mẹ sẽ có thể xem danh sách bạn bè của con mình và những người mà chúng đã nhắn tin trên ứng dụng Snapchat trong 7 ngày qua cha mẹ cũng có thể bí mật báo cáo vi phạm đối với bất kỳ tài khoản nào liên quan tuy nhiên thì các bậc phụ huynh sẽ không thể xem nội dung riêng tư hoặc là tin nhắn được gửi đến và đi từ con trẻ của mình snap cũng cho biết thêm rằng họ hiện có kế hoạch tung ra các tính năng bổ sung trong những tháng tới bao gồm thông báo cho phụ huynh khi con cái họ đang bị người dùng khác lạm dụng Và đó là một số tin tức đáng chú ý tại Canada và trên thế giới trong buổi tối ngày 9 tháng 8 hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chúc quý vị một buổi tối an lành và một ngày mới nhiều sức khỏe và nhiều năng lượng. Hoàng Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.